Emilia đăng ký xe cho Sở Giao thông Vận tải. Xe thể thao đa dụng còn được gọi là SUV, chiếm 12% số xe quấy đăng ký. Gọi V là số xe Emilia đăng ký trong một ngày, cho đến khi cô đăng ký lần đầu tiên một chiếc SUV. Giả sử loại của mỗi phương tiện là độc lập. Tìm xác suất để Emilia đăng ký hơn 4 xe trước khi cô ấy đăng ký một chiếc SUV. Vì vậy, trước khi chúng ta nghĩ về biến ngẫu nhiên V này là bao nhiêu? Vì vậy, đó là số lượng xe Emilia đăng ký trong một ngày cho đến khi cô ấy đăng ký một chiếc SUV. Vì vậy, ví dụ nếu người đầu tiên bước vào hàng hoặc qua cửa có một chiếc SUV và họ đang cố gắng đăng ký nó thì V sẽ bằng 1. Nếu người đầu tiên không phải là một chiếc SUV mà là người thứ hai thì V sẽ bằng 2, vân vân và vân vân. Vì vậy, đây là một biến ngẫu nhiên hình học điển hình ngay đằng này. Vì vậy, biến ngẫu nhiên hình học, chúng ta có một số liệu thành công rất rõ ràng cho mỗi thử nghiệm. Chúng ta có một chiếc SUV hay không? Mỗi thử nghiệm là độc lập. Họ nói với chúng ta điều đó. Chúng độc lập. Xác suất thành công trong mỗi thử nghiệm là không đổi. Chúng ta có 12% thành công cho mỗi người mới đi vào hàng. Bây giờ lý do đây không phải là một biến ngẫu nhiên nhị thức, là chúng ta không có số lượng thử nghiệm hữu hạn. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các thử nghiệm. Chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ mọi người trong hàng cho đến khi chúng ta có được một chiếc SUV. Và vì vậy những gì chúng ta có ở đây, khi họ nói hãy tìm xác suất mà Emilia đăng ký hơn 4 phương tiện trước khi cô ấy đăng ký một chiếc SUV, đây là xác suất V lớn hơn 4. Vì vậy mình luôn khuyến khích bạn hãy tạm dừng video và xem bạn có giải được bài này không. Và chúng ta sẽ giả định rằng cô ấy sẽ không rời, mình đoán là bạn của cô ấy hoặc bất cứ nơi nào mà mọi thứ đang được đăng ký. Cô ấy sẽ không rời quầy cho đến khi ai đó xuất hiện đăng ký một chiếc SUV. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục xem xét mọi người. Mình đoán là chúng ta có thể nói trong nhiều ngày, mãi mãi. Cô ấy sẽ làm việc trong vô số năm chỉ vì lợi ích của vấn đề này, cho đến khi một chiếc SUV thực sự xuất hiện. Vì vậy hãy cố gắng tìm ra điều này. Rồi mình cho rằng bạn đã thử làm và một số bạn có thể nói. Điều này sẽ không bằng xác suất để V bằng 5, cộng với xác suất để V bằng 6, cộng với xác suất để V bằng 7. Và nó cứ lặp đi lặp lại mãi mãi. Và điều này thật sự đúng. Và bạn nói làm thế này để mình tính toán điều này. Mình chỉ tính tổng của vô số thứ. Bây giờ nhận thức chính ở đây đó là một cách để suy nghĩ về xác suất mà V lớn hơn 4, là điều này giống với xác suất V không nhỏ hơn bằng 4. Không nhỏ hơn hoặc bằng 4. Hai thứ này tương đương nhau. Vậy xác suất để V không nhỏ hơn hoặc bằng 4 là gì? Đây có thể là một điều dễ dàng hơn một chút để bạn tính toán. Một lần nữa tạm dừng video và xem bạn có thể tìm ra nó không. Vậy xác suất để V không nhỏ hơn hoặc bằng 4 là bao nhiêu? Đó là điều tương tự như xác suất của 4 khách hàng đầu tiên hoặc 4 người đầu tiên. Mình đoán vậy. Mình sẽ nói 4 khách hàng đầu tiên và mình sẽ nói 4 chiếc xe đầu tiên. Xe của khách hàng không phải SUV. Vì vậy điều này khá đơn giản. Xác suất để mỗi khách hàng mà cô ấy tiếp cận họ không có chiếc SUV là bao nhiêu? Đó là 1 trừ 12% hoặc 88% hoặc 0,88. Và nếu chúng ta muốn biết xác suất trong số 4 chiếc xe đầu tiên không phải SUV, nó sẽ là 0,88 mũ 4. Và đó là tất cả những gì chúng ta phải tính toán. Và vì vậy hãy lấy máy tính của chúng ta ra và nói rằng mình sẽ nhân, ôi không, mình sẽ nhận được 0,88 và mình sẽ nâng nó lên mũ 4 và mình sẽ làm tròn nó thành, để xem họ có bảo mình làm tròn không. Được rồi, mình sẽ chỉ làm tròn nó đến hàng phần trăm gần nhất. Mình sẽ chỉ viết nó là 0,5997, sắp xỉ bằng 0,5997. Nếu bạn muốn viết điều này dưới dạng phần trăm thì nó sẽ là khoảng 59,97%. Vậy hơn một nửa một chút, hơn 50% lượt, ít hơn 2 phần 3 lượt rằng cô ấy sẽ phải gặp hơn 4 khách hàng
cho đến khi nhìn thấy một chiếc SUV.